không, mọi người mua về cho mấy đứa nhỏ chơi trung thu ha. Tiền thì họ trả lại cho Diễm hai cái tờ tiền này, mọi người thấy nó thẳng không, rất là thẳng luôn ha, nhưng mà họ trả lại, họ nói là nó cũ, mọi người thấy nó cũ không, nhưng mà cái con mắt nhìn của họ là họ nói cũ thì mình chấp nhận là cũ thôi, không biết trong màn hình mọi người có thấy không ha, chứ nếu mà Hello, Diễm xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ là buổi sáng 9 giờ mấy sáng rồi mọi người. Diễm về cũng gần 1 tuần rồi. Mà hôm nay mới có thời gian đi chợ với mẹ. Bây giờ mẹ Diễm chuẩn bị đi chợ nên Diễm đi theo quay quay mẹ đi chợ, mua bông trái cây về để trưng bàn thờ rằm đó. Ngày mai là đám giỗ của bà nội rồi, với lại ngày rằm ngày mùng 1 tháng 8 nữa, cho nên là Diễm đi theo xem nha, chợ Gò Công. Bây giờ cũng trễ rồi, đi chắc chợ cũng không có đông, nhưng mà thôi mẹ đi thì mình cứ đi theo thôi. Thì mọi người cùng đi với Diễm hôm nay nha, đi xem mẹ Diễm mua bông trái cây về để chưng cúng cho ngày rằm với lại đám giỗ của nội á. Đỏ đen, kiếp đỏ đen. Mọi người nhìn này, mọi người biết gì không? Cái này là dừa mọi người, dừa khô người ta phơi ha, phơi để bán cân ký sấy ha nè, sấy để làm giống như là xà bông dừa mọi người. Sáu tháng rồi, mới mẹ lần trước là mẹ chở con đi đây là cũng 6 tháng hơn ha. 6 tháng trước mẹ Diễm chở Diễm đi vòng vòng đây đi chợ mua đồ nè, bây giờ 6 tháng sau rồi. Muốn gì đây? Không xài nó xước lắm nè. Hả? Ăn. Nấu gì ăn đó? Trái cây. Quá trời trái cây luôn, đủ hết. Gửi xe. Để con xuống, để con xuống. Mẹ Diễm vô gửi xe nha mọi người. Gửi xe trong chợ. Dạ không. Bây giờ đi vô chợ mọi người ạ, bây giờ nóng lắm luôn á, cho nên nắng chang chang luôn. Vô chợ. Chợ này chợ Gò Công, chợ cũ Gò Công mọi người. Họ bán những cái này ha, còn chợ trên á thì bán mấy cái đồ mỹ phẩm, quần áo rồi. Giờ mẹ Diễm vô đây, mẹ Diễm mua mấy cái giấy tiền vàng bạc để đốt cúng cho bà nội, đám giỗ bà nội. Ngày mai là đám giỗ bà nội rồi. Áo dài con. Đây là cái nhà nè. Cái này là tâm linh thôi nha mọi người. Tới ngày giỗ người Việt Nam mình là thường hay cúng mấy cái này cho ông bà, đốt xuống dưới cho ông bà sử dụng. Mình tin là có thôi ha. Áo này ha. Áo đó áo gì? Áo dài áo hả? Dài.
Này áo dài nha mọi người, gấm bà. Còn này áo bà ba. Đây là... giờ mẹ Diễm lựa giấy tiền. Tiền đâu? Mua về bị ngậm liền. Này chợ cũ rồi mọi người, nên mọi người thấy cũ kỹ ha, mà họ vẫn còn bán mấy cái này, mấy cái lồng đèn sắp tới là trung thu rồi. Lựa cho mấy đứa cháu của Diễm, cho em cái này đi, cái lồng đèn nhỏ thôi, dễ thương không? Mua cho cháu Diễm mọi người, cái này về bỏ pin vô hả? Dễ thương mọi người, mua về cho mấy đứa nhỏ chơi trung thu ha. Quá trời luôn nè, ba bữa chắc nó dục quá. Con vô đây dễ thương không? Lấy pin ha, khỏi lấy pin, khỏi lấy pin, khỏi lấy pin thì chơi quá. Chị đi xuống chợ cá mua cá. Cô Liễu, cô Liễu, cô em của cô Hà, cô Liễu, cô Liễu bán gì? Cô Liễu môn bán chè. Dạ con mới về được mấy bữa. Ở nhà lòng chợ rồi mọi người, chợ cá. Mẹ Diễm mua măng về làm cá kho măng cho Diễm. Cá bạc má kho măng. Còn mấy người ta bào rau muống rồi mọi người. Rau muống bào bào để bỏ bỏ cho người ta bán bún thôi hả cô? Dạ. Xả nè, nấm, nấm rơm nè. Trời, Diễm thích ăn cái này lắm nha. Mà ở Mỹ không có mọi người. Cái này để nấu cháo cá rồi đó, bỏ vô ngon lắm luôn á. Cháo huyết được. Còn cái này gọi là bó sổ chay mọi người, để ăn chay ha. Cô này cô bán đủ thứ, bán rau nè. Khổ qua nhỏ nhỏ nhỏ. Cũng... đi theo mẹ vậy mua cá. Nên ta làm đu đủ rồi, và họ bán đồ chai rồi mọi người, rau củ ha. Này rau nhút nè mọi người, rau nhút để nấu canh chua, rau nhút dạ. Chợ chắc là do đi trễ mọi người cho nên có vẻ hơi vắng ha. Giờ này cũng hơn 9 giờ rồi. Ở nhà thì mẹ Diễm với lại ba mẹ chị Diễm là mắc em bé cho nên là phải khi nào nó ngủ rồi mới đi được. Hay xuống chợ cá mọi người. Mẹ Diễm đi kiếm cá bạc má. Sẵn quay tại cái chợ cho mọi người xem ha. Cá bạc má. Cái ăn nó béo bằng má. Còn cái này cái gì? Bạc má đã cũng nó béo. Khổ quá. Cái nào béo cũng béo mà hà. Khổ quá, khổ luôn. Khổ thiệt. Con cá nào con nó nhiều. 35 ngàn. 35 ngàn ký ha mẹ. Béo quá, khổ ế quá, khổ luôn hả? À, đúng tủ luôn, mua cá bạc má về kho măng. Cá này cá ngừ, cá này cá ngừ, cá này cá ngừ mọi người. Còn cá đó, cá chim, cá chim trắng. 35 ngàn ký, cái ký 2 là 42 ngàn, 42 ngàn, chưa tới 2 đồng đô la cho cái rổ cá này mọi người. Đã không? Còn cho mọi người coi con cá bớp với con cá tầm nè. Cá này là cá bớp hả cô? Cá bớp. Còn con này con cá tầm nè mọi người. Mọi người thấy không?
cái này là sụn không á, mình ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà cái này nó ướp đá rồi ha. Mẹ Diễm thì mua cá hồi cho em bé, nấu nấu cháo, nấu cơm rồi cho em bé ăn. Chợ cá thì nó hơi ướt, hơi ẩm ướt xíu nha mọi người. Người ta mần con tép. Nó bán tạp hóa mọi người. Đủ thứ, cái gì cũng có bán hết. Mấy cái hàng này hơi vắng ha, họ để làm kho luôn mọi người. Không có còn đông đúc như hồi xưa nữa, hồi xưa đông lắm. Đây là hàng rau củ. Trứng vịt, trứng gà. Thơm. Mấy này là mấy cái dựa. Họ bán khô mọi người. Khô các loại. Bây giờ là đang rất là nắng luôn á. Mỗi lần đi là phải vậy nè. Rất là nắng. Áo khoác không à? Áo khoác rồi bịt khẩu trang rồi đợi nón rồi. Chứ không hơi nóng chịu không nổi luôn á. Đi mua trái cây. Cái nè. Nãy cầu tròn. Nhìn thấy mấy không? Ừ. Mãn cầu 60 ngàn. Cái hồng giòn á nè. Hồng thì 50. Đây là phòng tin của mẹ. Phòng thông tin. Nhà này là nhà truyền thống mọi người. Cái nhà này hồi xưa người ta mượn để đóng phim Người đẹp Tây Đô á, mấy cái phim cổ trang xưa của Việt Nam á. Sẵn cơ hội mẹ em chạy vòng vòng rồi quay cho mọi người xem luôn. Hồi xưa đi học ở đây. Đây là trường cấp 1. Trường phường 1 ở thị xã Gò Công. Mẹ Diễm tới rước cháu Diễm về luôn. Hồi xưa lúc còn nhỏ Diễm học ở đây, từ lớp 1 tới lớp 5. Bây giờ nó khác nhiều lắm, họ xây sửa nhiều á. Cái trường thay đổi nhiều lắm, nhưng mà vị trí vẫn ở đây. Rồi ở bên kia, đền thờ liệt sĩ thị xã Gò Công ha. Còn đây là đài chiến tích. Đài chiến tích đối diện của cái trường. Hồi xưa Diễm đi học ra, Diễm hay chạy ra đây chơi, xong rồi đợi ba Diễm rước về. Gần 30 năm rồi mọi người. Có mấy cô chú anh chị nói là quay mấy cái cảnh mà chợ Gò Công, những cái cảnh mà chung quanh khu vực Gò Công á, cho cô chú anh chị đó xem, thì sẵn tiện là đi chợ với mẹ nè, rồi rước cháu Diễm, cho nên Diễm quay cho mọi người xem. Tới giờ ra rồi mọi người, mới vừa đánh trống luôn. Thấy phụ huynh người ta đứng. Người ta đứng, người ta đợi cháu, đợi con quá trời nè. Rất là đông ha. Bây giờ học sinh bắt đầu ra rồi đó. Học sinh nó ra mọi người. Thấy cưng ghê không? Mấy bé này lớp 2, lớp 3. Cháu Diễm mới lớp 1 thôi à. Hồi xưa 6-7 tuổi Diễm cũng học ở đây. Rồi mới đây 20 mấy 30 năm rồi. Cháu Diễm nó ra rồi.
Giỏi. Dạ. Nè, nè, cái thu này thì ba mua cho con. Hello, giơ tay. Quần quần thôi, mẹ Diễm làm xong rồi. Bữa nay ăn đơn giản vậy thôi nè. Rồi chấm rau thôi, có rau mà phải không mẹ? Có rau sống. Ăn với cá kho măng. Thôi vậy thôi. Chút xíu mới bỏ măng sao hả mẹ? Măng mẹ để vô rồi. Còn mẹ làm gì? Rau mẹ chai, để chai. Mẹ Diễm ăn chay mọi người, này xào măng chay cho mẹ Diễm ăn. Còn này kho cá, cá bạc má kho măng cho Diễm. Ở Mỹ Diễm cũng kho mà không có ngon. Về nói mẹ kho cho Diễm ăn. Mẹ Diễm dọn dẹp bàn thờ. Quét bàn thờ bà. Cho nó sạch rồi mới chân bông cái cây lên mọi người. Này là ông địa ông thần tài. Tháng mới làm một lần hả mẹ? Hai lần. Cứ mỗi lần rằm là mẹ Diễm dọn dẹp vệ sinh. Là làm chân cúng là 14, 15, 30, 11. Tháng là hai lần. Chân bông cho bàn thờ lớn. Mẹ Diễm chân mọi người. Cái này là hoa huệ đỏ nè mọi người. Giống như ở bên nhà Diễm, ở bên Mỹ trồng á. Là cũng y vậy nè. Mọi người thấy nó búp màu xanh không ha, nhưng mà một hai ngày nữa tự động nó nở ra nhìn rất là đẹp luôn. Ok mọi người, làm xong hết công việc rồi, bây giờ Diễm ăn cơm. Thì cơm của Diễm là cá, cá kho lúc nãy đó, cho mọi người coi ha. Thì đây là cá bạc má kho măng nè mọi người, nhìn đã không? Rồi mẹ Diễm kho ngon lắm luôn, Diễm không biết kho, Diễm kho ăn với ẹt à, cái đó là nói thiệt luôn á. Rồi chén cơm, Diễm ăn cơm. Còn này là rau ha, đủ loại luôn á, này salad nè. Rồi này giáp cá, giá, rồi hẹ, rồi mấy cái rau thơm. Thì giờ là mình ăn. Mà nhà Diễm á là không có ăn chung được mọi người. Tại vì ba mẹ gì phải trông chừng em bé, phụ chị hai. Chị hai cũng mắc một em, rồi phải đưa cho bé Xí Khỉ đi học. Rồi đủ thứ hết á, cho nên mà nay nấy ăn. Diễm mời mọi người ăn nha. Rồi đây có mẹ nấu cho ăn ngon. Tiếc cái là không có được ăn chung cả nhà ha, chỉ ăn một mình vậy thôi à. Ngon lắm. Cá bạc má nó béo, béo lắm luôn. Mẹ cũng kho mặn mặn chung với măng, thơm mùi măng. Xà lách rau sống luôn, chấm với nước cá kho quá trời ngon. Ok mọi người, thì Diễm về đây cũng gần một tuần rồi mọi người. Mấy ngày trước á, thì Diễm có lên Sài Gòn để làm công việc á, rồi đưa ba của Diễm đi khám bệnh này nọ nè. Thì Diễm cũng có đi tới một cái tiệm vàng đó để mà đổi tiền đô. Cái tiệm vàng đó là Diễm thấy là nhiều anh chị Việt Kiều, cô chú anh chị Việt Kiều về cũng đổi tiền ở đó. Sẵn việc là Diễm đi Sài Gòn cho nên Diễm ghé ở trên đó Diễm đổi. Cái tiệm vàng mà Diễm đổi đô á là Hà Tâm, tiệm vàng Hà Tâm ha, đối diện cổng Tây chợ Bến Thành. Và có một cái Diễm muốn chia sẻ với mọi người là khi mọi người về Việt Nam thì nên giữ cái tiền mệnh giá 100 đô la và càng mới càng tốt nha mọi người. Tại vì khi mà về Việt Nam nè, mình đi đổi tiền, nếu mà cái tờ tiền nó cũ hoặc là chỉ hơi cũ thôi, một là họ sẽ trả lại cho mình, họ không đổi. Hai là họ sẽ đổi với cái giá nó thấp hơn. Ví dụ như tờ tiền mới mà họ chấp nhận là mới thì Diễm đổi được 2.414.000. Còn cái tờ tiền mà họ cho là cũ họ trả lại Diễm. Còn nếu mà Diễm muốn đổi thì Diễm phải chịu với mức giá là 2.404.000 hoặc là 2.394.000, mọi người sẽ bị mất 10.000 tới 20.000 tùy theo cái tờ tiền đó cũ bao nhiêu ha. Diễm ví dụ nha, Diễm cho mọi người xem nè. Đây thì mấy ngày trước nè, Diễm đổi được với cái giá là 2.414.000 ha, cho 100 đô. Thì họ trả lại, khi mà Diễm đưa cho họ tiền á, thì họ trả lại cho Diễm hai cái tờ tiền này. Mọi người thấy nó thẳng không? Rất là thẳng luôn ha.
nhưng mà họ trả lại, họ nói là nó cũ. Mọi người thấy nó cũ không? Nhưng mà cái con mắt nhìn của họ là họ nói cũ thì mình chấp nhận là cũ thôi. Không biết trong màn hình mọi người có thấy không ha? Chứ nếu mà mình nhìn ở ngoài á, thì mình thấy cái lằn ở trên cái này nè, nó sẽ bị đen một tí ha, thì nó là cũ rồi mọi người. Mọi người thấy không? Nó cũ rồi. Họ trả lại, còn nếu mà mình chấp nhận đổi thì mình phải chịu lỗ ha. Còn mà cái tờ tiền họ chấp nhận á, là nó tương đương giống vậy nè, thẳng băng như vậy luôn nè, nó mới như vậy luôn nè. Mọi người thấy hai hai cái khác nhau không? À, một cái thẳng thẳng băng luôn, và một cái này nó cũ rồi nè mọi người đó. Thì lúc đầu mình đi đổi thì mình cũng không biết thế nào là cũ thế nào là mới đâu, mình thấy nó cũng mới, nó cũng thẳng, nhưng mà không biết sao họ trả lại thì khi mà về Diễm so sánh lại á, thì nó cũ thật, nó cũ hơn so với cái tờ tiền kia. Thì đó là một cái điều mà Diễm muốn chia sẻ tới cô chú anh chị ha. À, khi mà mình từ ở Mỹ về thì mình ra nhà băng để mình đổi cái tiền thẳng thiệt là thẳng, gọi là mới thiệt là mới, thì về đây nó sẽ không có bị mất giá. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi hết cái video clip của Diễm ha. Chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye. Tự nhiên đang nói chuyện với mọi người cái mưa quá trời mưa luôn. Mưa xuống cái mát liền luôn mọi người.